Xin chào, tôi là Toàn, Toàn 360. Hôm nay Toàn vừa chế tác xong chiếc dây chuyền bạc đầu rồng. Toàn sẽ quay video chi tiết cho anh em cùng xem. Đây là dây chuyền bạc đầu rồng đây, khi đeo trên cổ đây. Dây khá là to, rất là to luôn. Hai đầu rồng rất là ngầu. Sau đây thì Toàn sẽ chuyển cam sau để quay video chi tiết cho anh em cùng xem. Vâng, đây là video chi tiết về sản phẩm. Dây đầu rồng này thì hai đầu rồng rất là to và ngầu, là hai điểm nhấn rõ nét nhất. Đốt dây rỗng dài khoảng 2,7 2,8 cm. Bản ngang khoảng 11 ly. Vì dây rỗng nên là rất là to. Dây có trọng lượng khoảng 31,5 chỉ. Làm theo yêu cầu của khách thì dây dài 62 cm, có thể tròng qua đầu dễ dàng. Tháo ra và đeo vào rất là tiện lợi. Nếu anh em nào quan tâm tới mẫu dây rồng bạc này thì inbox cho Toàn qua số Zalo 0962 884 336. Vâng, nếu thấy sản phẩm đẹp thì nhớ like, ấn đăng ký kênh để Toàn có thêm nhiều động lực chế tác thêm nhiều sản phẩm mới. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Xin chào.